mà tự nằm. Cả mấy đã kiểu sọc thấy mấy cái game kia người ta làm kiểu cái giải nó sẽ delay á, bạn hiểu ý không? Kiểu gọi là nhà kiểu mấy cái giải bất kỳ giải gì luôn, giải game này giải game kia và cái giải lỡ lờ này, nhất là cái giải APL là nó delay kiểu lúc đang in game á, sọc nghe kiểu nghe tiếng hét á, cái pha đấy xong rồi, xong rồi 5 giây sau là có tiếng hét á, bất kỳ cái giải gì trên thế giới luôn, như ở cái giải Liên Quân Mobile hoặc là cái giải LOL APL chẳng hạn, thì cái camera của nó sẽ là 10 giây trước thì nó sẽ bắt được tất cả gần như là mọi cái hoạt động, như kiểu là thằng kia nó mít qua xe cũng bắt được luôn, kiểu thế. Cái này khó giải thích là tại vì kiểu bạn rất là khó bắt được những cái tình huống xảy ra trong in game, rất là khó luôn. Nhưng mà cái cách bạn làm được là gì? Đó là phát một cái suộc nó delay 10 giây. Người xem thì đâu có biết đâu, tại vì chỉ có người in game thì mới biết thôi à. Có lợi hơn khi bạn đang thành các mục tiêu như là con rồng hay là sứ giả. Okay. Đấy rất là nhẹ